Đối với nhiều loại bệnh lý, vaccine phòng bệnh dường như là giải pháp đảm bảo an toàn cho sức khỏe trước sự xâm nhập của các virus, nhưng dường như điều đó không đúng với bệnh cúm. Trên thế giới, bệnh cúm lây nhiễm cho khoảng 1 tỷ người mỗi năm với trên 5 triệu người mắc ở mức độ nặng. Vaccine ngừa cúm không phải luôn phát huy hiệu quả. Chúng ta có vaccine trích ngừa bệnh sởi rất tốt. Chúng ta có vaccine phòng bệnh rubella rất tốt. Vaccine phòng bệnh quai bị rất tốt. Tất cả những virus gây bệnh này nằm trong một tổng thể không thay đổi trong 50, 60 đến 70 năm qua. Tuy nhiên, bệnh cúm lại thay đổi hàng năm. Tổ chức Y tế Thế giới WHO ước tính rằng bệnh cúm lây nhiễm cho 1 tỷ người hàng năm gây ra khoảng 650.000 ca tử vong trên toàn thế giới. Vaccine rất quan trọng, nhưng chúng chỉ có hiệu quả khoảng 50%. Bên cạnh đó, vaccine chỉ đáp ứng khoảng 50% các loại bệnh cúm. Vì vậy, các nhà khoa học trên toàn cầu hiện nay đang nỗ lực nghiên cứu một loại thuốc trích ngừa phòng bệnh cúm phổ thông với kỳ vọng sẽ cung cấp một hàng rào bảo vệ dài hơn cho cơ thể, có khả năng chống lại các đợt nhiễm cúm mạnh hơn, ngay cả khi loại cúm đó chưa tồn tại vào thời điểm này. Điều đó thật sự rất thú vị, vì bạn biết rằng mình đang làm một điều gì đó tốt đẹp sẽ góp phần thay đổi thế giới và cải thiện sức khỏe cho nhiều người. Nếu thành công, bước đột phá này sẽ mang lại cho chúng ta sự bảo vệ lâu dài chống lại các loại bệnh cúm, đồng thời mở ra cách thức giúp chúng ta có thể đối phó với các loại virus khác. Triệu chứng khó thở, một biểu hiện rất dễ lây nhiễm từ năm này qua năm khác. Đó là những mô tả ban đầu về bệnh cúm của danh y Hippocrates từ năm 412 trước công nguyên. Kể từ đó, virus cúm đã gây ra dịch bệnh hàng năm. Đáng chú ý nhất là dịch cúm Tây Ban Nha vào năm 1918 đã giết chết ước tính từ 50 đến 100 triệu người trên toàn thế giới. Chính điều đó đã tác động đến sự thay đổi của thế giới theo những cách mà ngày nay chúng ta đã quá quen thuộc. Vào năm 1918, khi bệnh cúm H1N1 xuất hiện, đã đánh dấu một thời kỳ có rất nhiều vấn đề ở Mỹ vào khi ấy. Chiến tranh thế giới thứ nhất đang diễn ra, hình thành rất nhiều sự dịch chuyển từ các vùng nông thôn vào thành phố. Vào thời điểm đó, chúng tôi thậm chí còn không biết đó là virus, vì chúng vẫn đang được nghiên cứu. Cho tới những năm 1930, chúng ta mới thực sự tìm hiểu ra được nguyên nhân gây ra đại dịch vào năm 1918. Sau đó, nghiên cứu tiếp các đợt dịch thường bùng phát mới thực sự nhận ra rằng nguyên nhân nằm ở một loại virus. Và vì vậy, từ những năm 30 phải đến cuối những năm 1940 và 1950, vaccine mới thực sự được sử dụng thường xuyên hơn. Mặc dù chỉ có 3 loại cúm cơ bản, A, B và C, loại A là loại nguy hiểm nhất đối với con người, có bề mặt được bao phủ bởi 2 loại protein chính, H và N. Bên cạnh đó, có 18 loại protein H và 11 loại protein khác. Theo đó, chúng kết hợp với nhau để tạo ra 198 phân nhóm cúm, bao gồm cả những loại như H3N2 và H1N1. Virus cúm liên tục thay đổi. Nếu bạn nhìn vào một loại virus mà bên trong chứa các gen này sẽ biểu lộ công thức, hướng dẫn để tạo ra nhiều bản sao của chính nó. Vì vậy, nếu ai đó hắt hơi hoặc ho và bạn tình cờ hít phải nó, những virus có trong các dịch hình thành theo đường hô hấp của họ sẽ đi đến phía sau cổ họng của bạn. Chúng bám vào các tế bào hô hấp ở đó. Sau đó, những virus này sẽ tự tìm cách thâm nhập vào các tế bào và sau đó giải phóng các gen có trong đó. Những gen đó không phải là một chuỗi hướng dẫn dài, mà là 8 chuỗi hướng dẫn riêng biệt. Và do đó, có rất nhiều cơ hội để virus đó gây rối trong việc tạo ra các bản sao của chính nó. Bản thân virus không hẳn là một lập trình viên tốt. Nó thực sự không kiểm soát được chất lượng. Theo một cách nào đó, điều này có hại cho virus vì nó tạo ra các bản sao của mình mà thậm chí có thể không tồn tại hoặc nhân giống. Nhưng cũng đồng nghĩa là nó có thể tìm cách để đánh bại hệ miễn dịch của bạn và phá được hàng rào bảo vệ của các vaccine và sự tấn công từ các loại thuốc kháng virus. Sự thay đổi hình dạng di truyền này được gọi là sự trôi dạt kháng nguyên. Điều đó có nghĩa là cơ thể của chúng ta không phải lúc nào cũng có thể nhận ra sự tồn tại của virus, ngay cả khi chúng ta đã mắc bệnh hoặc đã tiêm phòng trước đó. Theo đó, các nhà khoa học tại công ty dược phẩm BioNTech đã miệt mài nghiên cứu trong gần 3 thập kỷ để tạo ra một loại vaccine nhằm nhắm vào các bộ phận không thể thay đổi của virus.
Tất cả các virus cúm đều khác nhau về hình dạng bên ngoài, nhưng chúng vẫn được coi là nguyên nhân gây bệnh chính vì có rất nhiều điểm chung. Điều mà hệ thống miễn dịch trông chờ ở đây là có thể nhận diện ra virus khi chúng bắt đầu tấn công cơ thể. Vì vậy, chúng ta phải giúp hệ thống miễn dịch xác định các hình thái của virus. Tôi cho rằng việc phòng bệnh sẽ hiệu quả hơn khi chúng ta có một loại vaccine ngừa cúm phổ thông. Loại vaccine này sẽ giúp hệ thống miễn dịch của chúng ta nhận diện ra những đặc điểm chung của các chủng virus cúm. Theo đó, chúng tôi đã tạo ra một loại vaccine mới gọi là M001. Loại vaccine này chứa 9 miền được bảo vệ khỏi sự tấn công của virus cúm. Sự biến đổi giữa các loại virus cúm thường chỉ xảy ra trên bề mặt, nhưng hãy tìm hiểu sâu hơn một chút và có những điểm tương đồng trong các liên kết peptide của nó. Theo đó, các chuỗi axit amin ngắn chịu trách nhiệm về cách thức hoạt động của virus. Trong khi đó, vaccine M001 được tạo thành từ 9 loại peptide khác nhau mà hệ thống miễn dịch của chúng ta có thể học cách nhận biết và chống lại sự thâm nhập của virus trong tương lai. Một trong những peptide mà chúng tôi đã chọn trong vaccine của mình rất gần với điểm mà virus xâm nhập vào tế bào. Vì vậy, nó giống như một chiếc chìa khóa và ổ khóa. Chìa khóa nằm ở phía bên virus và ổ khóa là lối vào các tế bào của chúng ta. Và nếu virus muốn xâm nhập vào tế bào và gây bệnh, nó sẽ sử dụng chìa khóa để mở ổ khóa. Khi đó, bệnh tật bắt đầu hình thành và phát triển. Loại vaccine mà chúng tôi chế tạo sẽ đóng vai trò chặn ổ khóa này để virus không thể xâm nhập vào tế bào nữa và giúp chúng ta ngăn ngừa bệnh tật. Hiện vaccine M001 đang trong giai đoạn 3 của quá trình thử nghiệm lâm sàng. Bà có lo lắng về kết quả không? Tất nhiên rồi, thậm chí tôi lo lắng đến nghe thở vì đây là một giai đoạn thử nghiệm rất quan trọng với hơn 12.000 người tham gia thực hiện ở châu Âu. Trong thử nghiệm này, chúng tôi đã tiêm vaccine cho một nửa số người tham gia và nửa còn lại được tiêm giả dược. Khi kết thúc thử nghiệm, chúng tôi sẽ thống kê có bao nhiêu người tham gia bị ốm trong nhóm đã được tiêm vaccine và bao nhiêu người bị bệnh trong nhóm không được tiêm. Và nếu sự khác biệt đủ lớn, thì có thể thấy vaccine của chúng tôi đã thực sự đem lại hiệu quả tốt. Khi đó, chúng tôi sẽ thực sự biết tác dụng mà vaccine này đem lại có thực sự an toàn hay không. Một loại vaccine phổ thông như M001 sẽ thay đổi hoàn toàn cách chúng ta tiêm phòng cúm. Công thức vaccine này được gửi đến các nhà sản xuất và phần lớn vaccine được sản xuất giống như những năm 1940 bằng cách truyền virus của vaccine vào trứng đã thụ tinh. Phải mất ít nhất 6 tháng để sản xuất số lượng cần thiết. Tiến sĩ Peter Palis là một nhà vi sinh vật học, người đã xây dựng bản đồ gen đầu tiên của virus cúm vào những năm 70 của thế kỷ trước. Tôi nghĩ rằng vaccine cúm hàng năm không được đánh giá cao, sử dụng không đầy đủ. Mặc dù vậy, tôi nghĩ rằng vẫn sẽ đạt được lợi ích khi tiêm vaccine ngay cả khi bạn đã bị cúm. Đó là một thất bại. Nhưng lợi ích ở đây là tỷ lệ mắc bệnh hay trở nặng của bạn thấp hơn nhiều. Rõ ràng, tôi muốn khuyến khích cộng đồng sử dụng vaccine như một giải pháp bảo hiểm an toàn cho sức khỏe. Bên cạnh đó, nếu chúng ta muốn tạo ra một vaccine tốt hơn, cần chứng tỏ rằng tối thiểu loại vaccine đó phải có tác dụng tương đương như các loại hiện nay. Không chỉ vậy, vaccine mới cần phải nhận diện được các chủng virus trong năm thứ 3, thứ 4 hoặc thứ 5 kể từ bây giờ. Những biến chủng mới có thể hình thành dịch bệnh vẫn là một nguy cơ tiềm ẩn. Liệu những nỗ lực để tìm ra một loại vaccine cúm phổ thông có thể hỗ trợ điều gì trong công cuộc đối phó với các loại virus khác như SARS-CoV-2 gây đại dịch COVID-19 hay không? Chúng tôi đang chuyển hướng hệ thống miễn dịch tới những vùng được bảo vệ này, và tôi phải nói rằng nó có thể bảo vệ bất kỳ động vật nào, cho dù đó là chuột, cho dù đó là trồn, hay một loài nào đó. Vì vậy, bằng cách sử dụng các cấu trúc thể hiện miền bảo tồn của virus sẽ hoạt động rất tốt trên cơ thể động vật. Nhưng hãy nhớ rằng, chuột không phải là người, trồn cũng không phải là người. Chúng ta đã có những nghiên cứu tiến bộ, nhưng vẫn chưa đi đến đích. Và tôi không thể hứa với bạn rằng, sẽ là 2 năm hoặc 3 năm, chúng ta thực sự không thể dự đoán được sẽ mất bao lâu nữa để có thể sản xuất một loại vaccine trích ngừa cúm phổ thông hoàn hảo.
Mặc dù kết quả thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 của vaccine M001 chưa đạt được như kỳ vọng, chúng ta sẽ cần phải chờ đợi lâu hơn, nhưng chắc chắn rằng việc đầu tư vào nghiên cứu, tiêu tốn thời gian sẽ không trở nên vô nghĩa. Vậy khi mà chúng ta đã có được một loại vaccine phổ thông hoàn hảo, các bước sau đó sẽ là gì? Hoàn toàn ngược lại với tiến độ làm việc nhanh hiện nay, kết hợp nguồn lực mạnh mẽ sẽ hướng đến xử lý COVID-19 ngay từ bây giờ, sẽ là cơ sở quan trọng để lựa chọn vaccine chích ngừa bệnh cúm. Nếu bạn có một hệ thống sản xuất vaccine nhanh chóng, đáp ứng ở mức độ khẩn cấp, thì ngay cả khi có một đại dịch cúm mới, bạn cũng có thể tạo ra vaccine ngay lúc đó rất nhanh chóng. Bên cạnh đó, chúng ta sẽ rút ra được kinh nghiệm đối với nghiên cứu vaccine ngừa COVID-19. Tựu chung lại, kết hợp những yếu tố đó vào với nhau, chúng tôi muốn áp dụng những kinh nghiệm đã có trong xử lý phòng dịch COVID-19 với bệnh cúm. Những gì chúng ta đang áp dụng với COVID-19 hiện nay có thể thấy đã từng được áp dụng hiệu quả với bệnh cúm trước đây. Thật tuyệt vời khi mà loại vaccine phổ thông này được chuyển đến những nơi còn khó khăn trên hành tinh. Khi đó, vaccine phổ thông không phải là một đặc quyền chỉ dành cho các quốc gia có thu nhập cao hoặc trung bình trở lên. Có thể thấy, những quốc gia có mức thu nhập thấp bị ảnh hưởng lớn bởi dịch cúm xảy ra hàng năm. Bên cạnh đó, một chương trình tiêm chủng cho trẻ em và người lớn thường niên ở một quốc gia tỷ dân trở lên thực sự rất phức tạp và tốn kém. Để đạt được hiệu quả phòng dịch cúm, quốc gia đó cần có những chính sách đổi mới và chi phí phù hợp để người dân được hưởng lợi, bảo vệ sức khỏe.